Lọc cũng đắt cho cái thân nha mày. Nha mày. U. Nè đó, cái mùng dơ đó. Đụng cái gì cũng đưa vô miệng hết trơn á. Đúng á. Ai khóc xấu vậy à? À ai vậy, bán mặt nào vậy? Ủa có bán mặt nào đó? Ủa có gió thổi vào mặt đó đó, gió lớn quá nè. Nè, có một gớm á. Nước miếng nhiễu nè, nước miếng nhiễu nè, có màu. Rồi là hai bên nè, miếng nhiễu nè, nước miếng nhiễu nè, nước miếng nhiễu, nước miếng nhiễu nè. Dám đâu rồi? Ủa, nó nảy kìa kìa kìa. Rồi nó kìa. Nó kìa. Không có chịu yên chỗ đâu. Thường bữa đi ra trời mưa, ra ngoài ngoài đằng trước, bữa nay mưa sao ra được, ngồi trong mùng chứ sao. Rồi đi sao đi được, lạnh này mưa, nơi mưa lạnh này sao. Cái mặt kìa, tôi có mặt kìa, cái mặt chịu ngủ không. Tôi nhìn cái lỗ xe chạy hả, nhìn không chớp mắt luôn mà. Thấy không hề. Thầy ơi, thầy à, thầy ơi, ngồi nước miếng nhiều nữa rồi, lấy cái tay chừa nước miếng này. Nó có con mặt của nó kìa. Có cá. Nó vui đó. Nó không hài lòng rồi đó. Ê. Nó không có ngồi chịu yên, ngồi yên chỗ mà cái tay ẹ nè.